mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn tập môn phân tích vi sinh thực phẩm. Phần thứ 14, chương 6 ha. Chương 6 là cái chương quan trọng nhất của môn này. Đó là định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí. Thì các bạn xem trên kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm nha. Rồi. Chương 6 trình bày quy trình phân tích vi sinh vật theo phương pháp truyền thống. 1. Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật hiếu khí là gì? Nó không có xác định là con nào hết. Nó chỉ là những con hiếu khí thôi. Mục đích của nó là gì? Đánh giá chất lượng vệ sinh. Xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc mọc trên môi trường thạch dinh dưỡng. Biểu diễn dưới dạng số đơn vị hình thành khuẩn lạc là CFU trong một đơn vị khuẩn lạc hay là trên một thể tích thực phẩm. Hiểu chưa? Đó là cái nguyên tắc đếm đĩa. Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí sẽ xác định bằng phương pháp đếm khuẩn lạc mọc trên môi trường thạch dinh dưỡng. Biểu diễn dưới dạng số đơn vị hình thành khuẩn lạc hay còn gọi là CFU trong một đơn vị khuẩn lạc trên thể tích thực phẩm. Rồi, ở đây thì có một số cái ký hiệu thì các bạn cần phải thuộc ha. Một số cái ký hiệu các bạn cần phải thuộc tại vì đề thi người ta có hỏi. Thì trong đó có ký hiệu A, B, C. A bột phở C là aerobic plankton. Plankton là số vi sinh vật hiếu khí. Tiếp theo là TBC. Cái TBC này các bạn sẽ rất là thường gặp đó nè, là total plankton, là tổng số đếm trên đĩa. Rồi TVC là total viable count, là tổng số vi sinh vật sống. Và cuối cùng là SBC là standard plankton, là số đếm đĩa chuẩn. Các cái ký hiệu này nè, các bạn cần phải biết nó tên tiếng Việt là cái gì. Tại vì có một câu trắc nghiệm người ta hỏi. Ví dụ như người ta hỏi là trong phương pháp xác định TBC thì sử dụng là phương pháp nào. Thì các bạn cần phải biết được TBC là, ví dụ như tổng số đếm trên đĩa, thì sẽ sử dụng phương pháp đó là đếm khuẩn lạc. Được chưa? Đó là các bạn cần phải biết được cái ký hiệu AB, cái tên ký hiệu này nè, là tên tiếng Việt của nó là cái gì. Phải học thuộc nha, học thuộc từ bây giờ cũng đi, tới thi học thì nó mệt lắm. Phương pháp theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 44488420005 ISO 4833-2003 ở 30 độ C trong 72 giờ, ủ ở 30 độ C trong vòng 72 giờ. Cái điều kiện này các bạn cần phải nhớ. Từ trong cái chương 6 này nè, các bạn cần phải nhớ được cái gì? Xác định vi khuẩn nào, vi sinh vật nào, rồi phương pháp xác định là gì, rồi cái điều kiện ủ để cho nó phát triển là bao nhiêu nha. Cái điều kiện ủ của nó phát triển là bao nhiêu, rồi cái nguyên tắc, rồi cái cách tính toán như thế nào các bạn cần phải thuộc hết. Nói chung là những cái gì mà tôi trình bày hôm nay là các bạn cần phải thuộc để đi thi mới được nha. Ủ ở 30 độ C trong 72 giờ. Thì môi trường hóa chất. Môi trường hóa chất thì các bạn cần phải biết ha. Môi trường hóa chất thì trong đó sẽ có môi trường saline beton water là SBC hay gọi là môi trường pha loãng ấy, và môi trường BCA hay là hay tên của nó là plankton agar. Thì cái tên đầy đủ của các cái môi trường các bạn cần phải biết nha. Nhiều khi người ta hỏi trong môi trường BCA là để xác định vi sinh vật gì. Trong môi trường nói chung là người ta, các bạn cần phải biết được BCA thì cái tên viết đầy đủ là plankton agar. Còn cái nhiều khi người ta có thể hỏi các bạn mục đích của môi trường saline beton water. Thì trong cái lúc học đó, thì các bạn hay học vắn tắt
là các bạn sẽ học thành SBC đúng không? SBW. SBW thì các bạn thường là học cái từ viết tắt thôi, nhưng mà trong đề thi người ta thường là người ta hỏi cái tên viết đầy đủ. Trong đề thi người ta hỏi cái tên viết đầy đủ là Saline Beton Water SBC ha. Rồi, mục đích của từng môi trường là gì thì các bạn cần phải học thuộc. Mục đích của từng môi trường các bạn cần phải học thuộc. Thì SBW hay gọi là saline beton water á, mục đích của nó là chỉ là pha loãng mẫu thôi. Nó là cái môi trường dịch màu vàng vàng á các bạn. Pha loãng mẫu. Được chưa? BCA là nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí. Nhớ nha, nếu mà BCA là sẽ là nuôi cấy vi sinh vật hiếu khí Playcaraga đấy. Cái HCl và NaOH này mục đích của nó chỉ là chỉnh pH thôi. Cái chỗ này cần phải sửa lại. Còn 10 đến 25 gram. 10 gram là gì? 10 gram là định lượng nha. Định lượng chứ không phải định danh. Chỗ này sửa làm sao? Comment textbox hả? Định lượng. Rồi. Nếu như các bạn còn cân 25g là định tính. Định lượng và định tính nó sẽ khác nhau. Được chưa? 10g định lượng, 25g định tính. Định danh á thì ra là định tính, còn định lượng với lượng nó sẽ khác. Rồi, để xác định đó, cái quy trình của nó là cân 10g hoặc là 25g này. Sau đó các bạn sẽ cho cộng 90ml, rồi 225ml SBW hoặc là BBW. Sau đó đồng nhất mẫu trong cái máy đồng nhất mẫu Stomaster trong 60 giây. Rồi sau đó các bạn sẽ cấy lên môi trường BCA. Cấy lên môi trường BCA ha. Rồi sau đó các bạn chọn các đĩa mọc bé hơn hoặc bằng 300 khuẩn lạc ở hai độ pha loãng liên tiếp. Thì các bạn sẽ đoạn nha, các bạn sẽ chọn ba bé hơn 300 khuẩn lạc. Khi có đáp án là 15 đến 300 là chọn các đĩa mọc bé hơn hoặc bằng 300 khuẩn lạc là từ 15 đến 300 ấy ở hai độ pha loãng liên tiếp. Thì kết quả của chúng ta sẽ thu được là N bằng tổng C chia cho V N1 cộng 0,1 N2 nhân cho D. Đơn vị là CFU trên gam hoặc là CFU trên milit. Nếu mà các bạn lấy mẫu rắn, nếu mà các bạn lấy mẫu rắn thì sẽ là trên gam, còn các bạn lấy mẫu lỏng sẽ là trên milit. Với trong đó N là số khuẩn lạc trên 1 milit. Số khuẩn lạc trên 1 mg milit trên gam mẫu. V milit là thể tích cấy trên đĩa. V là cái thể tích mà các bạn cấy trên đĩa. Nếu mà các bạn hợp đổ là 0,1, còn hợp trải là 1. N1 là số đĩa ở độ pha loãng thứ nhất được giữ lại. N2 là số đĩa ở độ pha loãng thứ hai được giữ lại. Rồi các bạn chọn các đĩa mọc bé hơn 300 khuẩn lạc ở hai độ pha loãng liên tiếp thì các bạn giữ lại đó. Thì tổng C là tổng số khuẩn lạc hai đĩa. D là độ pha loãng đầu tiên được giữ lại. Được chưa? Đó là toàn bộ cái vấn đề liên quan đến vi sinh vật hiếu khí. Cái này tôi tóm tắt lại thôi. Vậy thì các bạn cần nhớ cho tôi những cái gì? Các cái ký hiệu TBC, TBS gì nè. Có thi nha. Rồi cái điều kiện ủ 30 cộng trừ 1 độ C trong 72 cộng trừ 3 giờ. Rồi mục đích của các quá môi trường là gì? Rồi nếu mà cân 10g sẽ là định lượng, cân 25g sẽ là định tính. Rồi, cái này cái quan trọng nữa nè. Chọn các khuẩn lạc bé hơn hoặc bằng 300 khuẩn lạc hay là 15 đến 300 khuẩn lạc ở hai độ pha loãng liên tiếp. Rồi cái cách tính toán nha. Thì người ta cũng hỏi cách tính toán đó. Rồi, trong video kỳ sau tôi sẽ trình bày về định lượng coliform hoặc là E. coli bằng phương pháp đếm đĩa ha. Rồi chào các bạn, chúc các bạn thi tốt.